Hi, xin chào cả anh em. Và ngay đầu clip này thì mình phải thông báo với anh em rằng chúng ta sẽ nhận được free một UTOS năm 2024. Những cầu thủ xuất sắc nhất của một team the season hiện tại thì chưa leak ra thông tin những cầu thủ nào sẽ thuộc danh sách UTOS, nhưng chắc chắn anh em sẽ nhận con hàng order 130. Cùng với đó, anh em sẽ có một bản big update cực kỳ lớn ở mùa hè năm 2024. Anh em đừng quên xem hết clip này với mình để có thể nắm đầy đủ các thông tin chi tiết nhất, tránh bỏ lỡ những cơ hội sở hữu những siêu sao trong đội hình của mình. Đầu tiên, hiện tại thì vẫn đang còn tới 6 cái cốt ẩn và vẫn còn thời gian để anh em có thể lấy cho mình những cốt này. Vậy nên nếu anh em nào bận mà chưa lấy được 6 cốt ẩn thì anh em vui lòng vào group. Không chỉ có 6 cốt ẩn này đâu, mà sau này khi có bất cứ cốt ẩn nào thì anh em cũng không bao giờ phải lo bỏ lỡ nữa. Bây giờ mình sẽ đi xem cho anh em xem là cốt ẩn của ngày showcase big update. Mới là sâu cây thôi mà đã nhiều cốt như vậy. Thì chúng ta xem là phần quà của chúng ta sẽ là cái dây con không chui hầm. Chúng ta có 17 cái chuyển đổi rank anh em ạ. Cùng với đó là rất rất nhiều skill bot, 2 con phôi 120. Ui, có cả 5 cầu thủ, 1 founder 24 phiên bản free order 118. Có cậu bé anh em. Cậu bé là một con hàng cực kỳ đắt đỏ trong game này. Và anh em nào bui team Real tự nhiên có cậu bé này nâng lên cộng 5 thì mắc binh, mặc luôn áo Real. Có cả Son Heung-min mình đánh giá cực kỳ cao, con hàng LM anh em hoàn toàn có thể đẩy đến đá L đúc. Rồi thì Vinicius Junior, Erling Haaland và Virgil van Dijk. Ấm nhất vẫn là anh em nào fan của Real Madrid thôi. Tự nhiên có hai con hàng chất lượng là Vinicius Junior cùng với đó là Jude Bellingham. Nếu mà không có hai con hàng free này, anh em bỏ tiền ra mua thì phải mất cực kỳ nhiều TP đấy anh em. Tất cả những con hàng được nhận free trong code thì mình đánh giá rằng nó rất hay nha anh em. Đặc biệt là khi mà anh em nâng được lên cộng 5. Cùng với đó anh em sẽ có thêm nguyên liệu nâng cấp, nguyên liệu chuyển đổi và skill bot. Anh em không thể nào mà bỏ lỡ cái phần quà ngon như vậy được. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần quan trọng nhất của video này. Bắt đầu với việc là UTOS sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian nào. Như anh em đã biết thì chương trình 24 TOS bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 mà chúng ta đã chơi được một khoảng thời gian rồi. Mỗi tuần thì anh em đều nhận được các gói UTOS bằng việc cày nhiệm vụ tuần, bằng việc cày nhiệm vụ ở phần main. Ngay ở cái phần cày nhiệm vụ hàng tuần thì anh em phải thấy rằng là anh em đã nhận được free một con hàng order 122 đến 127 rồi. Và chúng ta sẽ đến với Son Heung-min được không? Không có đường hầm, 728 triệu cho một lò đúp của Ả Rập Xê Út anh em ạ. Nguồn hàng này đá cũng khá là ngon, 2 chân 5 năm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung quan trọng nhất của video này. Đó là cách để anh em nhận UTOS năm 2024. UTOS Ultimate Team of the Season sẽ bắt đầu vào ngày 27 tháng 6 thứ năm. Anh em có thể đọc thêm, người chơi có thể nhận được 100% UTOS không thể giao dịch với 4 phiếu cơ hội đặc biệt 2. Anh em thấy chưa, một lời khẳng định đến từ nhà phát hành Nexon. Chắc chắn anh em sẽ nhận được một UTOS free. Chỉ có điều là không thể giao dịch mà thôi. Và OBR của UTOS này theo cá nhân mình nó sẽ rơi vào là OBR 130 nha anh em. 130 tương đương với một cầu thủ UTOTI 24 có giá trị 100 tỷ trên thị trường ở thời điểm này. Đặc biệt phiên bản UTOS nó sẽ xịn hơn phiên bản UTOTI vì nó là mùa ra sau và cũng là một trong hai mùa đặc biệt của mỗi năm. Anh em sẽ được miễn phí một con hàng UTOS không thể mua bán được với giá trị OVR là 130. Còn hàng UTOS chuẩn xịn thì sẽ có OVR là 132. Thông qua việc tăng OVR trong tương lai, chúng tôi mong muốn bạn tiếp tục quan tâm và tham gia vào các sự kiện của chương trình 24 TOS. Ngoài cái thông tin cực kỳ quan trọng về việc nhận free UTOS, chúng ta sẽ có một bản big update liên quan đến việc cải tiến lối chơi. Sau bản cập nhật cải tiến lối chơi gần đây nhất, chúng tôi xác nhận rằng độ khó của khu vực phòng thủ đã tăng lên do động lực phòng thủ. Chúng tôi đã cố gắng cải thiện một số hiện tượng xảy ra trong quá trình quỹ đạo của quả bóng chạm đất thông thường qua các đường truyền. Nói chung là đọc những hơi phức tạp lắm anh em. Chung quy lại là sẽ fix lại và nâng cấp lối chơi sao cho nó giống thật hơn. Và mình thấy rằng là cái tiến trình mình chơi game đó khoảng gần 4 năm rồi thì càng ngày game càng hay anh em ạ. Ở đây thì nó có thêm chi tiết, đó là cải thiện cảm giác chuyển động lùi của người phòng thủ và logic thay đổi con trỏ người phòng thủ.
rồi thì cải thiện đối với hiện tượng đường truyền của quả bóng chạm đất thông thường. Một cái nữa sẽ được làm mới trong bản Big Update tới đây, đó chính là tổ chức thị trường chuyển nhượng. Kết quả tìm kiếm cầu thủ sẽ từ 100 cầu thủ mở rộng lên đến 1.000 anh em ạ. Hiện tại ví dụ như anh em tìm kiếm thì nó chỉ cho anh em tìm kiếm trong khoảng 100 cầu thủ thôi. Ví dụ như anh em không đặt mốc OVR ở vị trí tiền đạo thì có lẽ là tối đa anh em chỉ đạt được mốc OVR 122. Nhưng mà bây giờ x10 lần lên 1.000 thì anh em cứ thoải mái, không phải có giới hạn nào cả. Chúng ta tiếp tục đến với việc thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Bình thường sẽ đóng cửa từ 00 giờ đến 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Bây giờ thì chỉ đóng cửa 2 tiếng thôi, là từ 1 giờ đến 3 giờ sáng theo giờ Việt Nam nha. Anh em lưu ý cho mình, bây giờ sau khi Big Update mùa hè thì chỉ còn 2 tiếng đóng chợ thôi, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Giảm và tối ưu hóa độ trễ trong việc tìm kiếm. Bình thường anh em tìm kiếm nó sẽ xảy ra có vấn đề lag rồi update giá các kiểu, thì bây giờ nó sẽ mượt mà hơn. Một cái cải thiện nữa là cải thiện miễn phí VIP. Cái này thì anh em cày chay mình nghĩ rằng nó cũng không liên quan lắm, vì là liên quan đến những người người ta nạp và VIP cao. Thì càng VIP cao thì sẽ được nhận cái phần quà tương ứng với lại cái cấp độ VIP. Có lẽ Nexon làm như vậy để gọi là gọi vốn anh em ạ, để cho anh em có thể là tăng cường chi tiêu trong cái việc là up VIP cho huấn luyện viên của mình. Cái này mình cũng không khuyến nghị nha anh em, mỗi người có một cách chơi riêng. Một sự kiện siêu nóng hổi cũng sẽ diễn ra, đó là chúng ta sẽ có mùa giải mới UEFA Euro năm 2024, bao gồm các cầu thủ của đội tuyển quốc gia đã chơi ở vòng sơ loại giải vô địch bóng đá châu Âu và các chương trình liên quan sẽ được cập nhật. Thì cái này mình nghĩ rằng là nó sẽ như kiểu là mùa UCL đấy anh em, nhưng mà tiến trình nó sẽ nhanh hơn và bắt đầu từ vòng bảng. Tất nhiên đấy nó chỉ là nhận định cá nhân thôi, và mình hy vọng rằng sẽ có các mùa giải của các huyền thoại này anh em ạ. Ví dụ như là Thierry Henry, David Trezeguet, Johan Cruyff, tất cả các huyền thoại đến từ châu Âu. Còn riêng cái mùa Euro này thì chắc chắn là sẽ không có các huyền thoại đến từ Nam Mỹ rồi. Ví dụ như là Robéo hay là Ronaldinho, Kaká, Lucio hay các huyền thoại của Argentina mình nghĩ là sẽ không có đâu. Tiếp tục đến với sự kiện kỷ niệm 4 năm ra mắt game thì đăng ký trước ngày 13 tháng 6, anh em lưu ý cái mốc 13 tháng 6 này cho mình nha. Anh em nào chưa đăng ký trước thì phải đăng ký gấp đi, chứ không là sau ngày 13 tháng 6 là không đăng ký trước được. Thì sau này anh em sẽ không nhận được các cái phần quà ngon liên quan đến tiến trình của sự kiện sinh nhật 4 năm của tựa game FC Bayern Hàn Quốc. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có sự kiện mới xuất hiện sau ngày 13 tháng 6. 13 tháng 6 là thứ năm tuần sau anh em ạ. Thì chúng ta sẽ có sự kiện The Survival 50-50, tổ chức sự kiện PVP sinh tồn quy mô lớn cho tất cả các người quản lý. Cái sự kiện này thực sự là một sự kiện mới mẻ hoàn toàn, và mình không biết bất cứ một cái thông tin gì về sự kiện The Survival này. Ví dụ như thần bẫy thì bình thường cơ chế nó như nhau thì có thể là đoán được, chứ còn cái sự kiện Survival là hoàn toàn mới tinh luôn. Xác nhận thanh toán của cầu thủ Euro cho huấn luyện viên với tỷ lệ thắng cao nhất 50% cho mỗi vòng đấu cuối tuần, thì mình nghĩ đây là cái dự đoán tỷ số của các trận đấu. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái bật mí, sẽ có một sự kiện cực kỳ lớn diễn ra trong tháng 7, nhưng mà Nexon chỉ ghi một dòng thôi thì mình cũng chỉ nhắc lại như vậy, và có lẽ là video mình sẽ kết thúc đây thôi. Nếu anh em thấy video của mình hay bổ ích, đừng quên cho mình xin một like, một subscribe, một kênh nha. Cảm ơn em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.